Rồi ok, hello anh em. Mình là Hiếu và đây là Hiếu Nguyễn ngôi sao Việt TV. Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục được theo dõi một trận đấu 2-2 trong con game điện thoại di động Aqua 3. Một con game chiến thuật rất hay và rất kịch tính nha anh em. Thì hiện tại chúng ta và đồng minh đã kiểm soát rất tốt đường biển rồi. Bởi bên phía lực lượng quân đội vẫn đang cố gắng tiếp tục sản xuất thêm những đơn vị thuyền Alligator, cố gắng kiểm soát thật tốt đường biển để có thể đối kháng lại đối với những đơn vị thuyền Delta cũng như các đơn vị thuyền Viking từ phía lực lượng quân xanh. Chúng ta và đồng minh đã triển khai những phương án là cần phải bảo vệ đường không và cả đường biển em. Bên phía lực lượng quân vàng chúng ta đang trinh sát và đã đồng đội với một đơn vị thuyền Delta từ phía lực lượng quân xanh và có lẽ rằng họ đang muốn trinh sát luôn rồi. Chúng ta đã cố gắng kiểm soát thật tốt đường biển và đang cố gắng sản xuất ra những đơn vị máy bay chiến đấu level 2, cố gắng kiểm soát tốt đường không và bảo vệ đường biển cho đồng minh chúng ta. Và đây là phút thứ 8 của trận đấu rồi anh em. Đây là một trận đấu ở rank kim cương mà tất cả những người chơi đều ở những level rất cao, level 20 và 21. Chúng ta đã lựa chọn những phương án đánh rất là thận trọng anh em, chậm mà chắc thôi. Bởi vì ở những rank cao như thế này chỉ cần sơ suất một chút xíu thôi chúng ta có thể còn đúng cái đi thôi. Thua cả trận đấu nó chỉ cần sơ suất một chút xíu thôi anh em, hết sức thận trọng thôi. Chúng ta đã có được 5 đơn vị thuyền Alligator và đã cố gắng dàn đội hình ra để có thể phòng thủ được đường biển em. Và chúng ta cũng đã được biết rằng lực lượng quân xanh đã có khá nhiều cái đơn vị thuyền Viking là chắc chắn rồi, bởi vì họ đã ưu tiên sản xuất hải quân ra rất nhiều. Trên bộ của họ thì cũng có những đơn vị tăng sốt kết hợp với tăng hammer và thùng tăng nguyên lượng đã xuất hiện trên biển rồi và đã đồng đồ với rất nhiều cái đơn vị thuyền Viking từ phía lực lượng quân xanh anh em ơi. Chúng ta có thể thấy được quân xanh đã có đến khoảng 10 đơn vị thuyền Viking và có khá nhiều cái đơn vị thuyền Delta và chúng ta chỉ có mới 5 đơn vị thuyền Alligator thôi là không đủ lực đẹp. Nguy to rồi. Mới có phút thứ 9 thôi mà lực lượng quân xanh đã có khá nhiều cái đơn vị thuyền Viking, một số lượng thuyền hải quân rất lớn anh em. Và chúng ta vẫn không đủ lực trên biển rồi. Bộ đại quán hết sức mình để có thể tiêu diệt bớt cái đơn vị thuyền Viking từ phía lực lượng quân xanh. Và họ vẫn còn đến 6 đơn vị thuyền Viking mà chúng ta chỉ còn 3 thôi. Nguy to rồi. Liên tiếp là những đơn vị thuyền Alito chúng ta buộc phải chìm xuống biển rồi anh em ơi. Viking vẫn còn khá đông và lực đạn của họ là bắn liên tục bằng 3 lực pháo kết hợp với 2 lực bắn bằng ngư lôi. Thì Alligator đúng là không đủ lực để chơi rồi. Lực lượng quân đội chúng ta vẫn tiếp tục xây dựng thêm các tháp chống hạm và sản xuất liên tục các đơn vị thuyền Alligator khác anh em. Và hầu như các thùng tài nguyên trên biển đã thuộc về phía lực lượng quân xanh. Quân đội vừa nhắn tin là xong rồi. Chúng ta đã phản đối ngay lập tức anh em và chúng ta chuẩn bị triển khai các đơn vị chiến đấu cơ. 6 đơn vị chiến đấu cơ anh em ơi. Bắn phá liên tục vào các đơn vị thuyền Viking từ phía lực lượng quân xanh. Ngay lập tức sau một loạt bắn tên lửa thì đã có 1-2 đơn vị thuyền Viking đã phải chìm xuống biển rồi. Chúng ta vẫn còn khá nhiều cơ hội khi chúng ta vẫn có được rất nhiều các đơn vị không quân máy bay chiến đấu level 2 hỗ trợ lực đạn rất tốt cho các đơn vị thuyền hải quân Alligator ta, và đồng thời là những tháp chống hạm đã chống phá lại rất nhiều, tiêu diệt được rất nhiều các đơn vị thuyền Delta cũng như thuyền Viking từ phía lực lượng quân xanh. Chúng ta đã có một đợt cản phá rất tốt trên biển em ơi. Với sự yểm trợ của những đơn vị máy bay chiến đấu level 2 thì hải quân chúng ta dường như đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mặc dù thuyền Viking của họ có khả năng chống hạm rất tốt nhưng hoàn toàn không có những tháp bắn phòng không trên không. Bây giờ là một nàng đổ đầu 1-1 giữa một đơn vị thuyền Viking và một đơn vị thuyền Alligator của chúng ta đây mày. Rất ghê gớm. Viking đến 3 lượt bắn pháo và 2 lượt thắng mạm. Ta đã mất đi rồi một đơn vị thuyền Alligator ngay sau khi solo không lại đây mày. Tuy nhiên thì có một đơn vị thuyền Alligator khác chúng ta đã vừa kịp tiện đơn vị thuyền Viking từ hỉ lực lượng xanh xuống biển rồi. Quá tuyệt vời. Chúng ta đã có được 10 đơn vị chiến đấu cơ rồi anh em ơi. Và đang tiếp tục nâng cấp nhà chính lên level 5 và cần phải có thật nhiều các đơn vị chiến đấu cơ khác. Đây là một sự kết hợp giữa các đơn vị thuyền Alligator từ phía đồng minh và những đơn vị máy bay chiến đấu level 2 từ phía chúng ta. Chúng ta cần phải làm một điều gì đó trên biển và đồng thời cũng đủ khả năng có thể kiểm soát tốt bản đồ, vì đây là một bản đồ khá rộng lớn, có một đường bờ biển khá dài. Và quân xanh vẫn còn có những cơ hội tấn công ta chết bộ anh em. Cho nên chúng ta cần phải sử dụng kế hoạch phun chim là hợp lý vào lúc này.
Hải quân bên phía lực lượng quân xanh là những đơn vị thuyền Viking có khả năng chống hạm rất tốt anh em. Tuy nhiên thì khi họ đụng độ với những đơn vị không quân từ phía chúng ta thì có lẽ là chỉ còn đúng cách đi thôi. Lực lượng quân xanh buộc phải nâng cấp chai thuyền lên level 3 để có thể có được thêm những đơn vị thuyền Poseidon thân thành có khả năng bắn tên lửa tầm xa và đồng thời là những tháp phòng không. Và ngay bây giờ các đơn vị chiến đấu cơm ta bắt đầu xuất kích rồi, chuẩn bị cho một phương án tấn công vào căn cứ lực lượng quân xanh từ trên không và cả trên biển với lực lượng đồng minh. Ngay lập tức sau một loạt tên lửa, chúng ta đã phá hủy được một tháp chống hạm từ phía lực lượng quân xanh, bay vòng và tiếp tục tiêu diệt những đơn vị thuyền Viking khác. Và đã có hai đơn vị chiến đấu cơ bên phía lực lượng xanh đã xuất kích rồi. Tuy nhiên thì chúng ta có được khá nhiều cái đơn vị chiến đấu cơ và những đơn vị thuyền Alito chúng ta thì có những thép bắn phòng không anh em ơi. Không quân bên phía lực lượng quân xanh hoàn toàn không có cửa với chúng ta rồi. Tuy nhiên thì họ vẫn còn có những thép phòng không ở phía bên trong anh em ơi. Ta vẫn đang cố gắng lái máy bay và tiêu diệt bớt các đơn vị thuyền Viking từ phía lực lượng quân xanh, tạo cơ hội cho những đơn vị thuyền Alito chúng ta sẽ tiếp cận vào phía bên trong. Có lẽ là quân xanh đã rất rối rồi. Họ vừa điều ra thêm những đơn vị chiến đấu cơ nhưng ngay lập tức thì đã bị chúng ta tiêu diệt hoàn toàn. Và bây giờ là một đợt tiến công bằng Alligator áp sát vào căn cứ lực lượng quân xanh. 6 đơn vị thuyền Alligator từ phía chúng ta đã bắt đầu bắn phá ra những quả pháo liên tục vào những đơn vị thuyền Viking từ phía lực lượng quân xanh. Có lẽ là quân xanh đã hơi rối lên rồi. Họ vẫn đang nỗ lực để có thể bảo vệ được đường biển của họ. Tuy nhiên thì ngay sau những lượt bắn tên lửa từ phía các đơn vị không quân từ phía chúng ta thì lực lượng Viking đã tổn thất rất nặng nề. Và bây giờ là cơ hội cho những đơn vị thuyền Alligator chúng ta bắn phá liên tục vào những đơn vị thuyền Viking. Chúng ta sẽ cố gắng kiểm soát thật tốt đơn vị và phá hủy hoàn toàn những nhà sản xuất thuyền từ phía lực lượng quân xanh anh em ơi. Lực lượng quân lam và cả quân xanh nước biển đã mất đi rất nhiều cái đơn vị thuyền hai. Chúng ta cũng đã mất khá nhiều cái đơn vị thuyền Alligator rồi và có lẽ là cần phải rút lui. Quân xanh đã phòng thủ căn cứ rất chặt chẽ nè, mà họ vẫn còn khá nhiều cái đơn vị thuyền Viking. Chúng ta đã có được hơn 10 đơn vị chiến đấu cơ và sẽ chuẩn bị cho một đợt không kích tiếp theo. Và đây là phút thứ 14 của trận đấu rồi. Không quân tiếp tục xuất kích thôi. Chúng ta đã có được khoảng hơn 12 đơn vị chiến đấu cơ và mục tiêu sẽ là những tháp phòng không từ phía lực lượng quân xanh. Sẽ cố gắng phá hủy những tháp phòng không trước đã. Quân xanh vẫn có khá nhiều các tháp phòng không và đồng thời là những tháp chống hạm có khả năng bắn tên lửa trên không anh em. Đã có hai tháp phòng không từ phía lực lượng xanh đã bị chúng ta bắn hạ rồi. Tuy nhiên thì chúng ta đã tổn thất đến khoảng 3 đơn vị chiến đấu cơ. Chúng ta phần phải cố gắng hết sức mình để có thể tiêu diệt bớt được các đơn vị thuyền Viking cũng như là những tháp chống hạm từ phía lực lượng quân xanh thì mới đủ cửa để có thể cho các đơn vị thuyền Alligator chúng ta tiến công vào phía bên trong. Quân xanh vẫn tiếp tục tăng cường thêm các tháp phòng không anh em ơi. Họ vẫn có những đơn vị chiến đấu cơ và đồng thời vẫn sản xuất liên tục những đơn vị thuyền Viking khác. Chúng ta tổn thất khá nhiều các đơn vị chiến đấu cơ rồi. Và bây giờ là đợt trình diễn từ phía các đơn vị thuyền Alligator. 6 đơn vị thuyền Alligator chúng ta đã liên tục bắn phá vào các đơn vị thuyền Viking từ phía lực lượng quân xanh. Ngay sau khi những đợt công kích từ phía các đơn vị chiến đấu cơ từ phía chúng ta thì bây giờ là cơ hội cho Alligator có thể phá hủy được các tòa nhà, các đơn vị thuyền hải quân từ phía lực lượng quân xanh. Đồng thời ngay lúc này thì lực lượng tăng giới từ phía lực lượng xanh cũng đã bắt đầu áp sát vào căn cứ chúng ta rồi. Trên biển thì chúng ta đã làm chủ được cuộc chơi rồi anh em ơi. Liên tiếp tất cả đơn vị thuyền Viking từ phía lực lượng xanh bên chúng ta bắn họ hoàn toàn. Quân xanh đã có khá nhiều cái tổn thất trên biển và bây giờ thì họ đang bắt đầu điều phối các đơn vị tăng giới tiến công rất sát vào căn cứ đồng minh chúng ta. Quân đội chúng ta vẫn không có các đơn vị có thể phòng thủ được trên bộ rồi. Chúng ta đã buộc phải xuất kích trên các đơn vị chiến đấu cơ và bắt đầu bảo vệ căn cứ đồng minh. Quân xanh đã có được khoảng 6 đơn vị tăng giới anh em ơi. Hy vọng rằng chúng ta sẽ đủ lực đàn để có thể tiêu diệt được hầu hết các đơn vị tăng giới từ phía lực lượng quân xanh để có thể bảo vệ được căn cứ đồng minh. Liên tục bắn ra những quả tên lửa, cố gắng tiêu diệt bớt các đơn vị tăng giới. Lực đàn của các đơn vị tăng giới thật sự là quá mạnh mẽ khi họ đã liên tục bắn phá được các tòa nhà từ phía đông bên chúng ta rồi. Thật là may mắn anh em. Chúng ta đã xuất kích kịp thời những đơn vị chiến đấu cơ và đã bảo vệ căn cứ đồng minh thông thành công rồi. Các đơn vị Alligator thì liên tục bắn phá được các tòa nhà ven biển từ phía lực lượng quân xanh và có lẽ là quân xanh đã bị chúng ta tiêu diệt được hoàn toàn các đơn vị hải quân.
cũng giống như là một đợt tiến công bằng bộ binh từ phía lực lượng xanh đã không thành. Quân xanh đã rơi vào thế bí rồi, và đây là phút thứ 17 của trận đấu anh em. Chúng ta đã có một kế hoạch full chim kết hợp với Alligator thật sự là quá hoàn hảo anh em. Vừa có khả năng kiểm soát tốt đường biển, kiểm soát tốt bản đồ, và xuất hiện ở bất kỳ đâu khi đồng minh chúng ta cần. Sau một đợt tiến công bất ngờ từ phía lực lượng quân xanh thì chúng ta đã kiểm soát rất tốt cuộc chơi. Và bây giờ trở ngại cuối cùng ta sẽ là lực lượng quân xanh làm. Bắt đầu giờ thám thôi đây mày. Như vậy là quân xanh có khá nhiều các đơn vị tăng rớt kết hợp với xe tăng bắn tên lửa rồi. Và họ cũng đã xây dựng ra rất nhiều cái tháp phòng không. Chúng ta vừa mất đi một đơn vị bay trinh sát rồi. Và quân xanh vẫn còn những đơn vị chiến đấu Viking. Những đơn vị thuyền hải quân Viking từ phía lực lượng xanh vẫn còn đây đây mày. Họ vẫn đang cố gắng kiểm soát thật tốt đường biển, mà chúng ta vẫn có rất nhiều các đơn vị thuyền Alligator liên tục bắn phá vào các đơn vị thuyền Viking từ phía lực lượng quân xanh. Bốn đơn vị thuyền Viking đang phải đối kháng lại đến năm đơn vị thuyền Alligator từ phía chúng ta rồi. Ta lại tiếp tục xuất kích các đơn vị chiến đấu ha, level 2. Và đang cố gắng làm chủ cuộc chơi, cố gắng phá hủy được các tòa nhà từ phía lực lượng quân xanh anh em ơi. Mặc dù là quân xanh đã tăng cường thêm các đơn vị chiến đấu cơ, nhưng chỉ vài ba đơn vị chiến đấu cơ là không đủ lực đàm với rất nhiều các đơn vị chiến đấu cơ từ phía chúng ta. Có lẽ lực lượng quân xanh lên nước biển đã rối lên rồi. Chúng ta và đồng minh sẽ chuẩn bị tấn công ở điểm B anh em ơi. Tấn công thôi. Sau một loạt tên lửa thì có một tháp chống hạm từ phía lực lượng quân xanh làm đã bị chúng ta bắn phá hoàn toàn, tạo cơ hội cho những đơn vị thuyền Alligator từ đồng minh chuẩn bị tiếp cận vào căn cứ lực lượng quân xanh làm. Và quân xanh làm đã sử dụng ra những đơn vị xe bắn tên lửa có thể hỗ trợ tầm xa bảo vệ cho những đơn vị hải quân của họ anh em ơi. Và đây là phút thứ 19 của trận đấu, và họ vẫn còn một đơn vị thuyền Viking vừa mới sản xuất ra lò. Tuy nhiên thì họ đã mất đi một nhà sản xuất thuyền level 2, một tổn thất rất lớn rồi. Xe bắn tên lửa bên phía lực lượng của xanh với tầm đàm rất tốt và đẹp, và khả năng bắn xa quá tuyệt vời. Chúng ta vừa mất thêm một đơn vị thuyền Alligator rồi. Tuy nhiên thì có lẽ là chúng ta đã kiểm soát rất tốt cuộc chơi với khá nhiều các đơn vị và chiến đấu level 2, kiểm soát hoàn toàn bản đồ. Và bên trên đường biển thì chúng ta cũng đã có được những đơn vị thuyền Alligator từ phía đồng minh. Và lực lượng quân xanh đã buộc phải co cụm lại để có thể phòng thủ được căn cứ rồi anh em ơi. Không quân lại tiếp tục xuất kích ở phút thứ 20. Đã có khá nhiều cái đơn vị chiến đấu cơ, và mục tiêu của chúng ta sẽ là căn cứ lực lượng quân xanh nước biển anh em. Quân xanh nước biển mặc dù đã triển khai những đơn vị phòng không, nhưng có lẽ là không đủ để có thể hỗ trợ lực đàm của họ bảo vệ trên không rồi. Với một vài đơn vị chiến đấu cơ thôi là có lẽ là không đủ để có thể bảo vệ đường không rồi anh em ơi. Họ đã buộc phải xây dựng nhà chính vào phía bên trong. Chúng ta vừa phá hủy được sân bay của họ rồi. Ngay lập tức thì trung tâm chỉ huy bên phía lực lượng quân xanh nước biển đã bị chúng ta bắn phá hoàn toàn rồi anh em ơi. Chúng ta có quá nhiều cái đơn vị chiến đấu cơ, khiến cho lực lượng quân xanh trở nên bất lực rồi. Mất đi hầu hết các tòa nhà rồi. Và đồng minh chúng ta đã có sự xuất hiện của một đơn vị tàu ngầm rồi anh em ơi. Chúng ta đã có một kế hoạch khá là hoàn hảo khi kết hợp giữa các đơn vị máy bay chiến đấu level 2 với những đơn vị thuyền Alligator từ phía đồng minh. Kiểm soát quá tốt cuộc chơi rồi. Bây giờ chỉ còn một mình đơn vị quân xanh live thôi. Có lẽ là họ đang cần phải cố gắng hết sức mình thôi anh em ơi. Đã có dấu hiệu phá nhà rồi. Lực lượng quân xanh nước biển đã có dấu hiệu phá nhà rồi anh em ơi. Rời bỏ cuộc chơi rồi. Chỉ còn một mình quân xanh live thôi. Không biết là lực lượng quân xanh làm sẽ làm điều gì đây. Và đây là phút thứ 22 của trận đấu anh em. Mặc dù lực lượng quân xanh nước biển đã có được khá nhiều những lợi thế khi từ đầu game họ đã có khá nhiều cái đơn vị thuyền Viking
kết hợp với các đơn vị thuyền Delta liên tục chiếm lấy được các thùng tài nguyên lớn trên biển và đã làm khó chúng ta rất nhiều. Khi chúng ta mất đi rất nhiều các đơn vị thuyền Alligator thì chúng ta đã buộc phải sử dụng những đơn vị chiến đấu cơ kết hợp với các tháp chống hạm để có thể phòng thủ được căn cứ đồng minh. Và ngay sau đó cũng chính những đơn vị chiến đấu cơ chúng ta đã làm khó lực lượng Unsan anh em. Unsan đã trở nên rất bất lực rồi. Và chúng ta đã loại bỏ hoàn toàn lực lượng Unsan nước biển ra khỏi cuộc chơi. Unsan làm dường như vẫn còn cố gắng hết sức mình để có thể bảo vệ được căn cứ của họ rồi anh em. Với rất nhiều các đơn vị xe phòng không, tăng giót kết hợp với xe bắn tên lửa rồi. Ngay lập tức thì trung tâm chỉ huy bên phía lực lượng Unsan đã bị chúng ta bắn phá hoàn toàn. Một tổn thất rất lớn đến từ phía lực lượng Unsan Lam anh em. Và họ vẫn còn đây, vẫn còn chơi anh em ơi. Một đối thủ rất đáng kết trọng. Họ vẫn cố gắng chiến đấu tới cùng. Ngay sau khi đồng minh của họ đã rời bỏ cuộc chơi, đã bắt đầu có sự di chuyển từ các đơn vị xe tăng từ phía lực lượng Unsan rồi. Tuy nhiên thì quân Unsan đã cần phải di chuyển một quãng đường khá xa thì mới có thể tiếp cận được căn cứ chúng ta. Và chúng ta với những đơn vị chiến đấu cơ thật sự là quá mạnh mẽ thì có lẽ là sẽ tiêu diệt được hầu hết các đơn vị xe tăng từ phía lực lượng Unsan thôi. Anh em thấy trận đấu này hay và quá nóng bỏng thì hãy nhớ cho mình và đồng minh một like nha. Và chân thành cảm ơn anh em đã luôn ủng hộ cùng Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV. Một trận đấu khá hay và khá nóng bỏng anh em ơi. Và hãy cứ bình luận xuống phía bên dưới cảm nghĩ của anh em về trận đấu này. Ta đã xuất kích các đơn vị chiến đấu cơ rồi và liên tục bắn phá vào các đơn vị xe tăng cũng như xe tăng phòng không từ phía lực lượng Unsan. Với khá nhiều các đơn vị chiến đấu cơ thì có lẽ là chỉ khoảng 5-6 đơn vị xe phòng không từ phía lực lượng Unsan là không đủ lực rồi. Unsan đã liên tục mất đi các đơn vị xe tăng phòng không anh em ơi. Mặc dù chúng ta đã mất đi khá nhiều các đơn vị chiến đấu cơ nhưng vẫn đủ lực để có thể tiếp tục tiêu diệt bớt các đơn vị xe tăng bên phía lực lượng Unsan. Unsan đã bị chúng ta tiêu diệt hầu hết được các đơn vị xe tăng rớt rồi. Phút thứ 24 của trận đấu anh em, Unsan đã không đủ lực để có thể làm bất kỳ một điều gì nữa rồi anh em ơi. Và ngay lúc này thì lực lượng đồng minh ta cũng đã kéo xuống phía bên dưới rồi. Ba đơn vị tăng Jaguar kết hợp với một xe khói và sẽ cố gắng kết thúc trận đấu này sớm thôi anh em ơi. Bắt đầu bắn phá rồi. Như vậy là quân xanh đã có dấu hiệu phá nhà và chiến thắng là chắc chắn rồi. Chân thành cảm ơn anh em đã luôn theo dõi và đồng hành cùng Hiếu Nguyễn của CV TV. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.